Cái trứng vịt nha cơ bác anh chị, đó nó mới đẻ luôn á. Ôi trời ơi. Bin ơi, bin ở đây có mấy trứng nữa nè. Bin như thế này mình cũng thương, nhưng mà cuộc sống mà bắt buộc bin phải vậy thì bin đành phải chấp nhận thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Sáng nay thì Bùi Hồ cố tình thức sớm một tí xíu để quay về cuộc sống của bé Bin, một cậu bé chăn vịt đấy cô bác quý chị. Đây là cái đàn vịt hơn 2.800 con mà bé Bin hàng ngày phải chăm nè. Và cô bác quý chị biết không, sáng nay á thì Bùi Hồ bắt gặp một cái trứng vịt tròn vo, nó nằm ở trên cái bờ đê nè, trên cái đây là một cái trứng vịt nha cô bác quý chị, đó nó mới đẻ luôn á. Ôi trời ơi, mới đẻ luôn á cô bác anh chị ơi. Này là những cái con vịt đó, nó đẻ muộn đó, nó đẻ trễ nên thành nữ là người ta sẽ lượm rất là nhiều cái trứng vịt như thế này ở trên những cái đàn vịt đẻ mà chạy đồng như thế này nha cô bác anh chị. Bùi Hồ tình cờ gặp nó còn cái chất phôi gì ở đây, trứng vịt này vẫn còn nóng nha cô bác anh chị. Rất là dễ thương ha, ở miền Tây mà. À, những cái nguồn nước như thế này á là do cái anh chủ vịt ảnh phải thuê cái đất này, rồi sau đó là mua đất này hình như là bao nhiêu tiền một công, nó rồi chạy nước lên để cho mấy con vịt nó ăn. Đây lượm được một trứng vịt. Bin ơi, chú lượm được một trứng vịt rồi. Bin, ở đây còn mấy trứng nữa nè, ở đây còn 4 trứng nữa nè, 3 trứng nữa nè Bin. Nó đẻ như vậy đẻ nhóc. Vậy hả? Rồi cái này là người ta lượm được, người ta lấy hay là đưa anh? À, cầm vũ chú có cái có gì không? Ôi trời ơi, đẻ dữ ơi Bin, sáng có lượm trứng vịt chưa? Chưa, mới hả? Đây, cho chú đeo cái mic kìa. Sao con thức sớm vậy? Trời ơi, đây là Bin ơi. Ôi, nhiều hộp vậy, sao nó đẻ nhiều vậy? Ôi, nó đẻ rất nhiều quá hên ha. Ở đó 2 hộp kìa. Ở đâu? Đây 1 hộp nè, 2 hộp nè. 2 hộp. Ôi sáng nay đi lượm 1 hộp vịt. Vui ha. Nhiều quá trời luôn nè. Trời ơi. Đâu được rồi, được mấy trứng rồi. Rồi sáng nay 2 chú cháu bội thu rồi. Nhiều quá luôn á Bin ơi. 10 mấy trứng rồi. 10 mấy trứng rồi hả? Dạ. Nó đẻ gọi là nó đẻ rước hay Bin ha? Dạ. Sáng nay là mình lượm trứng vịt ở trong chuồng xong hết hả Bin? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Con nói vậy? Đúng rồi. Ngồi bờ đê chơi đi, ngồi bờ một. Cho em mượn Bin tí xíu nha. Đi ra. Sáng nay mấy giờ con thức Bin? Không biết. Hả? Không biết. Mà con thức sớm không? Sớm. Sớm là mấy giờ? Thức anh Phạm kêu á. Cái trứng gì vậy? Trứng bể. Ờ. Kìa. Đâu? Sáng nay 2 chú cháu đi lượm trứng vịt. Con có thường đi lượm vậy không? Có hả? Con ăn gì chưa? Chưa. Sao chưa ăn? Đợi gì đem vô. Đợi gì đem vô ha? Dạ. Đau chân quá Bin à. Lội trên đất khô này đau chân quá. Mấy ngày nay mẹ có lên thăm không? Chưa. Hả? Chưa lên. Đất khô cần á. Thành nữ là
đất nó cứng lắm cô bác anh chị. Trời ơi, sáng nay lượm được gần hơn 10 trứng. Hơn. Rồi lát nữa hai chú cháu mình lại kia điếm ha. Dạ. Thức sớm buồn ngủ không Bin? Hả? Không. Không hả? Hồi tối ngủ ngon không? Ngon. Mấy giờ con ngủ? 6 giờ hoặc 7 giờ. 6 giờ hoặc 7 giờ là con ngủ rồi. Dạ. Rồi mấy giờ con thức? Cái đó con không coi. Không có đồng hồ luôn đúng không? Dạ. Dạ. À, cô đó đem đồ ăn lo vô đúng không Bin? Dạ. Để hộp dịch đi đi, để xuống đi. Để đây nè. Con vô con lấy đồ ăn đi. Lên chảnh để luôn. Để đây đi, hồi hai chú cháu mình nói chuyện chơi ha. Dạ. Để xuống đi. Ba trứng. Dạ. Sáu trứng. Chín trứng. 13 trứng. Điếm giỏi ha. 12 trứng. 13 trứng. Rồi con đi lấy đồ ăn đi, con xuống đây nha. Dạ. Chú đợi con ở đây nha. Dạ. Con ăn gì ạ? Cơm với vậy. Canh. Canh. Sao ăn hai phần vậy? Sao ăn đi. Con ăn đi. Hồi nữa ăn. Hả? Hồi nữa ăn. Hồi nữa ăn, ngồi đi. Sáng nay con có lượm trứng vịt không? Lượm trứng vịt ở trong chuồng á. Dạ có. Có hả? Con lượm từ mấy giờ Bin hả? Chắc con nghỉ khoảng tầm 3 giờ. Nghỉ khoảng tầm 3 giờ hả? Rồi về chú Thành điếm chưa? Điếm trứng vịt cho lái chưa? Điếm nha. Hả? Điếm hả? À. Con nghỉ 2 ngày mấy. 2 ngày mấy trứng hả? Dạ. Còn mấy trứng này lượm thì sao? Mấy trứng này lượm mình đem về nhà chủ ăn hả? Mình đem về nếu mẹ lên thì mình đưa cho mẹ. Vậy hả? Dạ. Còn không ấy thì sao? Không ấy thì người ta sinh thì mình lâu lâu mình cho. Vậy hả? Chú xin con cho không? Cho. Vì sao? Do chú lượm với con. Vậy hả? Dạ. Hai chú cháu mình lượm được thì chia đôi đúng không? Dạ. Sáng sớm là con phải chăn thả vịt ra chăn ngồi đây chăn tới trưa luôn hả Bin? Dạ. Hả? Tới chiều. Tới chiều luôn hả? Dạ. Rồi cứ đến giờ ăn thì chủ đưa cơm cho con ăn thôi. Dạ. Rồi sáng thì mua 2 phần vịt cho con ăn sáng ăn trưa luôn. Dạ. Đúng không? Bánh canh này là ăn buổi sáng cho con đúng không? Đúng rồi. Còn cơm là ăn buổi trưa cho con đúng không? Dạ. Cơm gì á? Cơm với thịt á. Cơm với thịt á hả? Dạ. Chú thấy nắng quá Bin à, con thấy mệt không? Không. Không hả? Chưa mới nắng gắt. Dạ. Nắng gắt thì con ngồi đây hay con trốn? Con ngồi trên đó đó. À. Không phải có bị chủ la không Bin? Không. Không hả? Có nói chủ nói lười biếng rồi không có bỏ mấy dịch nó đi lạc không? Dạ không có. Không có hả? Dạ. Con có biết mình được lên mạng được mọi người thương con không? Con không biết nữa. Con không biết hả? Con quay về con có ngại không Bin? Dạ không. Không hả? Tên thật của con là tên Bin luôn hay sao? Tên Đức. Tên Đức hả? Dạ. Con là tên Đức ha. Chứ không phải là tên Bin, tên Bin là tên thường gọi của con thôi đúng không? Dạ. Thường thì mấy giờ con mới ăn sáng? 9-10 giờ. Gì trễ vậy hả? Còn tiền không cho chú mượn tiền với? Tiền á, con đưa cho chủ giữ để mẹ con lên đưa cho mẹ con nè. Đưa chủ giữ nhiêu? Mấy trăm nghìn hả? Dạ. Rồi sao con không ăn mà con đưa cho mẹ con nữa? Con đưa mẹ con để mẹ con mua đồ ăn cho cậu ba với lại em con. Vậy hả? Dạ. Rồi con không lo cho con ống nhôm kìa. Con
sáng ăn cơm rồi. Ăn sáng ăn cơm rồi. Dạ. Thì chủ lo rồi đúng không? Dạ. Nên thành nữ là mình không có tốn gì nhiều đúng không? Dạ. Đâu mở cơm ra cho chú coi với. Một bữa sáng có cậu bé chân dịch ở giữa đồng, chủ phải đem cơm vô cho ăn. Chủ cho gì thì ăn đó. Sáng nay thì vừa hồn với Bin ngồi ở trên cái đồng ruộng này, cô bác anh chị, hai chú cháu. Chủ dịch kìa. Chủ dịch hả? Dạ. Cơm tắm. Rồi bánh canh gì sao con ăn Bin? Cầm á. Ăn sao đâu? Con cầm tay, con cầm bọc, con kia con lấy đũa gắp. Đâu, ăn cho chú xem coi, ăn đi. Thương ghê không? Cho con không kêu chủ cho con xin cái tô. Hả? Không biết những chữ đem vô. Cái tô ở trong trại mình có cái tô không? Dạ. Trời ơi, ăn đồ nước mà ăn ở trong cái bọc luôn trời. Con ăn gì đó hả? Dạ. Tự nhiên cái bụi hồ muốn khóc quá cô bác của anh chị. Thật ra thì tuổi của Bin quá nhỏ đi chịu đựng những cái cảnh cơ cực như thế này. Ăn thì không có một bữa ăn đàng hoàng nữa. Ăn ở trong cái bọc vậy á, ngồi chăm mấy con vịt. Bụi hồ sẽ hứa nếu như mà cuộc sống của mẹ Bin và các anh của Bin trong một cái căn trọ ẹp á, thì Bùi Hồ sẽ hứa giúp đỡ hết mình cho gia đình của Bin để em một phần bớt phần nào đó khó khăn. Rồi sao con hấp nước được? Ăn không mới hấp. Dạ hả? Dạ. Rồi nước đâu uống? Nước ở trong giải có cây là đường á. Nhìn một bữa ăn của Bin mà mình thấy cảm động ghê hơn. Ngon không Bin? Ngon không? Ngon. Cô bác anh chị biết không, chủ dịch thì nuôi dịch như thế này nè, ngoài việc cho dịch loại đồng ăn ở trên lúa như thế này á, thì còn phải cho thêm ăn thức ăn và thêm cái chi phí là để thuê Bin để mà chăm. Nên là nữ là cũng không có lời nhiều lắm nha cô bác anh chị. Nên là nữ là cuộc sống của chủ dịch cũng gọi là dư thì dư giả, thì dư giả nhiều không có đâu. Còn Bin thì phải sống cùng với chủ dịch, hết cánh đồng này thì sẽ đi cánh đồng khác. Đổ ra kìa. Có bao giờ mà cô bác anh chị thấy ăn bánh canh mà giống như vậy không? Ai chỉ con cách ăn đó hả Bin? Tự nghĩ ra. Cái gì? Tự cầm hả? Dạ.
Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon. Con thích ăn món gì nhất? Ăn cơm. Bữa nào hai chú cháu mình nướng trứng vịt ăn được không? Dạ được. Kiếm gom nướng trứng vịt ăn. À, kiếm gom. Hả? Ở đây kiếm gom hay khó. Kiếm gom khó. Bây giờ có ước muốn gì không? Suy nghĩ ra chưa? Nói cho chú nghe với. Con không biết. Con không biết nữa hả? Tối hôm qua chủ cho con chạy xe máy đó. Tập con hả? Dạ. Ăn xong rồi con cứ trưa nắng thì con chạy chạy lên kia con trốn. Dạ. Phải không? Rồi mấy con vịt nào nó lạc thì con lùa đi. Dạ. Lùa vô. Ngon không Bin? Ngon. Một bữa ăn ngon là còn khi mà còn đầy đủ sức khỏe và hạnh phúc. Chứ không phải một bữa ăn ngon là một bữa ăn thành soạn được bài biện rất là nhiều món thôi cô bác anh chị. Nên là nữ là thấy Bin như thế này mình cũng thương. Nhưng mà cuộc sống mà bắt buộc Bin phải vậy thì Bin đành phải chấp nhận thôi. Trong một tháng mấy này có bao giờ bị cảm nóng sốt gì không Bin? Có. Có hả? Dạ. Tối bị cảm thì sao? Tối bị cảm chủ mua thuốc đem vô cho con. Vậy hả? Rồi con ngủ ở đây với ai mà mua thuốc đem vô cho con? Với cái anh hồi nãy chạy xe ngang á. À, đó là cũng là chủ luôn hả? Dạ. Con của cái chủ, con của chủ á. Ăn hết nổi hả? Chỉ có một đôi đũa duy nhất trên một cái bọc ni lông. Mà cô bác quý anh chị biết không? Là cái bọc mũ này á, khi mà cái chất nước á, nó nóng ra, cái bọc mũ này rất ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Nên là nữ là tạm thời thì không có. Thì nên Bin cứ sử dụng thôi. Bin ơi, con có cần cái tô không? Chú chừng nữa chú cho con cái tô đôi đũa. Dạ. Cần không? Có không à. Sao vậy? Cũng đem về rửa mà để quên đó. Ừ. Đem cái tô vô cho con để con chế vô tô ăn cho con. Hai chú cháu mình ăn sáng. Hôm nào á hai chú cháu mình ăn sáng chung. Dạ. Ngồi trên đây ăn sáng cho vui. Con nhà nghèo mà, thành thử là ăn thì không có ngại cộng hành, cộng ngồi á. Có gì ăn đó hả? Cũng không có ngại việc ngồi ở đâu cũng phải ăn. Mà ăn để đắp đổi cuộc sống qua ngày để sống, để phụ nuôi cho mẹ của mình. Có nhiều người nói rằng nếu như là con của họ thì họ sẽ không cho làm như vậy đâu. Họ sẽ không cho đi chăn dịch giống như cuộc sống cơ cực như bé Bin ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà vì thấu hiểu nỗi khổ của mẹ mình nên Bin đành phải chấp nhận tất cả.
Hết chưa? Chưa. Chưa hết nữa đúng không? Gần hết rồi đúng không? Dạ. Hết xong hai chú cháu mình đi vòng vòng lượm trứng vịt hay sao? Trứng vịt sao mà ai trên đó ngồi. Đối với con vui nhất là gì Bin? Lúc Tết á. Tết là sao? Lúc Tết có được mấy bộ đồ? Được hai bộ. Mẹ mua cho hay sao? Mẹ mua cho. Còn mấy bộ đồ này là mấy bộ đồ cũ hả? Cái này mấy bộ này là của ông ngoại cỏ. Ông ngoại cho. Ông ngoại cho hả? Dạ. Con nít thì không có giả dối được. Thành nữ là những lời Bin nói một mặt và chất phát lắm. Dễ thương lắm. Ăn cộng cộng rau đó được luôn hả? Dạ rồi. Mà em con không ăn rau được. Không biết thì ở thời điểm hiện tại mà cô bác của chị khi mà xem được đoạn clip này á, thì con của anh, của chị, của cô bác của chị sống như thế nào? Như nói với Bin, một cậu bé 13 tuổi đi chăn vịt rất là vất vả, rất là thương luôn. Tí xíu nữa con cho chú số điện thoại của mẹ con nha. Bin sống ở trong đồng á, nên nữ là bùi hồ không có gửi tiền cho Bin được, cô bác anh chị giúp đỡ thì phải giúp đến nơi đến chốn. Hàng ngày là sáng là giờ này con ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ăn hết luôn rồi, hấp nước hấp sao là hấp chú coi coi. Hấp nước là cầm bên này với cái ở dưới đó. Đâu đâu hấp rồi. Nhưng mà nước còn nóng. Còn nóng hả? Dạ. Rồi để khi nào mới hấp? Để nguội xíu. Nóng hả? Nó còn nóng nhiều. Nóng nhiều, cuộc lại đi chút xíu ăn tiếp hay sao? Dạ. Chút xíu ăn tiếp hả? Dạ. Rồi đỡ vô. Cái này là phần này trưa ăn đúng không? Dạ. Có phần cơm thêm nữa nè. Cơm như mua như thế này trưa thì hơi bị nguội lạnh hết rồi cô bác anh chị. Ăn cũng hộp cơm nó khô lại, nó không có cứng được. Rồi cột lại đi con. Để trưa, đem lại chuồng, đem lại cái trại để hay sao? Dạ, đem lại trại để rồi đi lượm trứng. Đi lượm trứng ha? Dạ. Đây. Đây chú cầm phụ này cho. Con ôm trứng vô. Hai chú cháu mình đi ha. Thương ghê không cô bác anh chị. Sáng nay phải tiếp tục lượm trứng nè. Trứng này được thì chủ cho hả Bin ha? Được chủ cho.
hả? Được chủ cho. Chứ con lượm thì chủ cho con ha. Mình không lấy, mình không lấy thì mình đưa chủ. Ừ. Nhưng mà mình thường mình lấy hay là mình đưa chủ? Con đưa chủ. Con đưa chủ hả? Dạ. Có mấy người kêu con bán nữa mà con không có bán. Sao vậy? Con đưa cho chủ đi. Hả? Về gia chủ, lúc mẹ con xuống chủ, mẹ con về chủ cho mẹ con trứng. Con đưa chủ. Chứ con không có bán hả? Dạ. Người ta kêu con bán mà con không bán hả? Dạ. Thật thà ghê vậy. Sao mình không bán mình lấy tiền mình ăn bánh? Thôi. Hả? Thôi. Thôi hả? Chân trần, đồi trần. Đầu thì không đội nón, chưa hơi đội. Đây là phần ăn của Bin vào hôm nay. Bỏ vô hả con? Để chứ này. Này con để đâu? Nè. Dạ. Để vô. Bây giờ đi lượm trứng tiếp hả Bin hả? Dạ. Ở trứng dành nó biết. Trứng bể rồi. Bể hả? Dạ. Lượm đến lâu không? Không. Ừ. Đi vòng vòng rồi mình bỏ vô chổng rồi mình đi nhảy. Hai chú cháu sáng nay đi lượm trứng vịt ở ngoài ruộng. Mấy vịt nó chạy sao, nó gặp mình nó chạy nó không ăn được sao? Chủ la không? À, không. Hả? Chủ kêu lượm trứng. Vậy? Chủ kêu lượm trứng. Chủ kêu lượm trứng hả? Dạ. Là sáng ăn sáng là mình phải lượm trứng hay sao? Mình ăn không, mình lượm trứng rồi mình lượm. À, Bin. Đây đây đây. Chú thấy đây một. Ê. Ồ, lượm trứng vịt. Đây, đây thêm một trứng nữa là Bin nè. Dạ. Nó rẻ nhiều. Vậy hả? Dạ. Ê, này là chú lượm là của chú chứ? Dạ. Của chú hay của con? Của chú. Của chú sao con đưa cho chủ? Thì ai kia thì hồi nói chú lấy. Hồi nên chú lấy hả? Dạ. Bán chú hay sao? Chú lấy. Hả? Chú lấy. Sao kêu chú lấy mà con không lấy? Chú lượm. Chú lượm được mấy trứng rồi? Nhiều. Chú lượm được cỡ chục trứng đó nha Bin nha. Dạ. Hồi nãy chú lấy hết đi. Hồi nữa chú lấy hết đi. Dạ. Dễ thương ghê không? Mến khách đó. Cái trứng vịt nó màu trắng nên là nữ cũng dễ thấy ở Bin ha. Dạ. Có bên mấy chỗ sâu này mình không thấy. Đúng rồi, chỗ này nước này nhiều hơn. Đây. Ờ, dễ thương. Ba trứng rồi đúng không? Á, à, Bin. Đây một trứng nữa nè. À. Bốn trứng. Bốn trứng vịt rồi. Hai chú cháu sáng nay đi lượm nhiều ghê. Bình thường là sáng nay lượm được bao nhiêu trứng Bin? Hai mười mấy trứng. Ôi con Bin con vịt chết rồi vậy Bin? Vịt chết. Dạ. Hai con vịt chết. Đi ở trên này đau đau chân của Bin. Nãy giờ là chú lượm được, con có lượm được không? Không có. Hả? Lượm được 5 trứng. Bin ơi, chú hỏi thật con nè, con có ước muốn gì cho bản thân của con không? Không. Vậy?
Sao không? Con có biết con muốn gì đâu. Sao không biết? Mình cũng phải biết mình muốn gì chứ. À, chú phát hiện một trứng nữa Pin nè. Đây. À, đây một trứng nữa. Bữa nào chú cháu mình lượm nướng ăn nha. Dạ. Ok không? Rồi. Lát nữa là trứng vịt này là của chú hết đó. Dạ. Dạ. Con không có tiền ăn bánh hả Pin? Ừ? Không có tiền ăn bánh hả? Mình mua bánh này mình kêu chủ. Hả? Con nói gì? Mình muốn mua bánh thì mình kêu chủ. Vậy hả? Dạ. Chủ cho tiền ăn bánh hả? Dạ. Đưa tiền mua bánh. Anh là... Vịt đẻ này chạy rồi đẻ muộn lắm nên là nữ là có đôi khi á là đi tụi nó đi đằng trước đằng sau là trứng vịt nhiều lắm. Sáng đi trên bờ ruộng để lượm trứng vịt thấy cũng vui vui. Cuộc sống ở miền Tây á nó cũng thanh bình lắm, nhưng mà mấy ngày nay do thời tiết khắc nghiệt quá nên cuộc sống ở miền Tây thì khó khăn hơn vì thiếu nước. Chắc hết rồi hả Pin hả? Dạ. Thôi mấy chú cháu mình lại kia đi ha. Thì chú lấy trứng rồi. Chú lấy trứng rồi chủ la con sao? Có la đâu. Nãy chữ kêu chú lấy trứng nữa mà. Rồi. Nãy chữ kêu chú lấy trứng nữa mà. Rồi la coi la con rồi ai chịu? Con có ai có chữ có la đâu. Ừ. Uh-huh. Chủ hiền. Chủ hiền. Chú không la hả? Dạ không. Chú cảm ơn bé Pin nhiều. Hai chú cháu mình. Ôi. Ủa sao một đống trứng mà còn có ba trứng này? Nó gọt rồi. Sao kỳ vậy? Bọt rách. Đồ rách rồi. Rồi. Hồi sớm giờ lượm được mấy trứng? Bốn trứng. Bốn trứng hả? Lật hết ba trứng. Lượm lật hết một trứng rồi. Rồi. Thôi là cho chú. Ờ kìa. Tổng cộng là hai chú cháu mình lượm được mấy trứng? Ở đây nè. Bảy trứng rồi. Lột là sao? Nè, ở đây hả? Ờ. Bốn trứng nãy giờ. Trời ơi. Pin ơi là Pin, con đưa cái bọc mì lủng rồi. Rồi nó cọc trứng vô đi lọt hết chân. Hả? Thôi con định bỏ trứng như đây. Là chú chạy về không còn một trứng luôn. Bùi Hồ sẽ cố gắng làm sao tìm hiểu hết hoàn cảnh cuộc sống gia đình của Pin cũng như là mẹ của Pin và các em của Pin thôi cô bác anh chị. Đây là đoạn video clip mà Bùi Hồ cố tình sáng nay chạy lại quay về cuộc sống của Pin để cho mọi người có thể hiểu hơn về một cậu bé chân dịch vào một buổi sáng như thế nào. Chứng dịch hả Pin? Qua đây đi thử. Qua đây đi thử là không có luôn đúng không? Không thấy cái trứng luôn. Ừ? Không thấy cái trứng luôn. Không thấy cái trứng nào. Không thấy đặt rồi Pin à. Pin xui quá. Nhưng mà đẻ gớt như thế này á thì chủ buồn lắm. Chủ thì muốn lại con vịt nó đẻ trong chuồng kìa, đúng không Pin? Đúng rồi. Còn đẻ ngoài này thì người ta sợ lượm được. Và như vậy là sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở đây để quay về cuộc sống của một cậu bé chân vịt vào một buổi sáng cho cô bác anh chị hiểu thêm về cuộc sống của Pin ha.
và Bùi Hồ sẽ quay trở lại về gia đình Bin ở trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn cô bác quý anh chị sẽ đăng ký kênh, đồng hành và ủng hộ cùng với Bùi Hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.